Đây là điều chúng ta nên phải ghi nhớ. Đây mới thật sự là tình nhiệm, đạt được quả báo cát tường nhất. Vị thứ năm, vì bố diệt tạng chủ lâm thần. Vì bố chính là từ bi bố thí cúng dường. Diệt tạng là bảo tàng trí tuệ. Trong kinh Phật, Quan Diệm, Kim Cang, những từ này đều biểu thị trí tuệ. Hai chữ diệm tà này chính là chỉ cho đức năng trí tuệ vô tận. Những đức năng trí tuệ tùy theo sự tu học của quý vị và tăng trưởng không ngừng. Trí tuệ của quý vị ngày một tăng trưởng, năng lực đức hạnh của quý vị cũng ngày một tăng trưởng. Tăng trưởng này có tác dụng gì? Nhất định là lợi ích chúng sanh. Dùng từ hiện đại mà nói là phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh. Mặc dù tận tâm tận lực phục vụ xã hội đại chúng, trừ nhu cầu cần thiết cho bản thân, đối với xã hội không được lấy thứ gì, đó là bộ pháp. Độ đáng được cũng đơn xả. Độ không đáng nhận thì không được nói nữa, quyết không được lấy. Những độ đáng nhận hết hãy đều xả. Đây mới chính là độ sống, làm tấm gương cho chúng sanh xem. Tất cả chúng sanh mê hoặc điên đạo, không đạt được nó cũng muốn có được. Bồ Tát thì hiện những thứ ta đạt được nhận đều không cần. Bồ Tát có thể làm được như thế, lâu ngày có thể sản sinh ra tác dụng thay đổi ngầm. Những chúng sanh mê muội thấy lâu ngày nhìn nhiều rồi cũng giác ngộ. Mới lúc đầu họ không nghĩ như vậy, họ cảm thấy người này ngốc nghếch, những gì đáng nhận người này đều không cần, người này ngốc nghếch, người này ngu si. Lâu ngày họ sẽ giác ngộ được, anh mới có thể học theo. Giáo hóa những chúng sanh kiên cường khó độ này. Trong kinh Địa Tạng nói chúng ta trong thế giới ta bà, chúng ta kiên cường khó độ, nhất định phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Lúc đầu phải tùy thuận theo tập khí phiền não của họ, sau đó dần dần chuyển biến. Việc này không gấp được. Ngàn người thường nói dùng tóc tắt bực đạn, nhất định phải hiểu rõ căn cơ chúng sanh, nhất định phải quan sát nhân duyên thời tiết của họ. Nhân duyên chưa chín mùi
quyết khắc này để phục vụ đại chúng xã hội. Sự nghiệp của ông ta, tiền đồ của ông ta là vô cùng huy hoàng, phước đức của ông ta là đại tài vô tận. Tuyệt đối không phải nói làm thế này thì kiếm không được tiền. Khởi tâm động niệm đều là vì mình. Tôi muốn kiếm tiền. Quý vị có thể kiếm được không? Nếu như quý vị có thể kiếm được, tôi sẽ không học tập. Tôi sẽ theo quý vị học. Kiếm không được, cái mà quý vị kiếm được, số mệnh quý vị đã có, trong số mệnh không có, muốn cũng không muốn được. Vì thế Phật nói với chúng ta, của cải từ đâu mà có, của cải từ bố thí mà có được. Càng bố thí càng được nhiều, càng nhiều càng bố thí. Không thể nói nhiều đến đó thì không bố thí nữa. Không thí quý vị chỉ chịu được, không có thể nữa. Sau khi không có, nó không những không tăng thêm, nó ngày một hao tổn. Hiện tại đồng tiền sẽ mất giá, sẽ hao tổn. Vì thế Phật dạy chúng ta nên xả được. Ý nghĩa này sâu sắc. Nếu quý vị đạt được, cũng nên xả, xả cái đạt được. Không phải nói sau khi xả tôi nhận được, sau khi được không xả nữa. Có được rồi cần xả. Quý vị mới tương ứng với tánh đức, tương ứng với tự tánh. Tự tánh Phật tổ nói rất hay, bổn lai vô chức vật. Dạ. Quý vị được bổn vật nên nhanh chóng xả bỏ, mới tương ứng với bổn lai vô chức vật. Nếu quý vị không chịu xả, quý vị lại có bổn vật được thay